Và chiều ngày 17 tháng 10, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trong 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 9 tháng qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ khối doanh nghiệp đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Nổi bật là sự chủ động sáng tạo của nhiều cơ sở, ngày càng nhiều hoạt động quy mô thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia, Đoàn khối thực hiện thường xuyên và có đổi mới giải quyết được nhiều việc, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở. Công tác an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên an tâm công tác được thường xuyên phát huy. Tại hội nghị, Ban thường vụ thành đoàn trao quyết định chuẩn y bổ sung chức danh quỹ viên Ban thường vụ đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027 cho đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc, bí thư đoàn cơ sở công ty điện lực thành phố.